nhằm hoàn thiện cơ sở hạ tầng không gian kiến trúc cảnh quan phát huy giá trị di sản trên cơ sở gắn với bảo tồn di sản văn hóa và cảnh quan đáp ứng nhu cầu phát triển văn hóa tâm linh thành phố sơn la đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ công trình xây dựng cải tạo hạ tầng và các hạng mục phụ trợ đền thờ vô lê thái tông Công trình xây dựng cải tạo hạ tầng và các hạng mục phụ trợ đền thờ vua Lê Thái Tông tại tổ 2 phường Trường Lề thành phố Sơn La do ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Sơn La làm chủ đầu tư, có quy mô tổng diện tích 1499,4 m2, gồm các hạng mục đầu tư xây dựng mới, bãi đỗ xe, cổng đền, sân lễ hội và các hạng mục phụ trợ. Nhà điều hành 2 tầng, đường xuống đền và các hạng mục phụ trợ ngoài đền. Hệ thống cấp điện, cấp thoát nước, cây xanh, đầu tư cải tạo đường lên đền hiện trạng, cải tạo sân dưới trước đền với tổng mức đầu tư 14,5 tỷ đồng. Hiện nay đang hoàn thiện để vật xây dựng đang đạt thành khối lượng khoảng 80%. Hiện tại là từ nay đến Tết Nguyên đán thì liên danh hai công ty sẽ cố gắng đạt khối lượng để về cơ bản là hoàn thành toàn bộ hạng mục xây dựng và để thuận tiện cho bà con đi lại dịp lễ cuối năm. Hiện nay, hai đơn vị thi công đang gấp rút thực hiện các hạng mục còn lại, phân đấu trước Tết Nguyên đán Quý Mão sẽ hoàn thành cơ bản công trình để phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa tâm linh của nhân dân. Với trách nhiệm xã hội vì cộng đồng, trong những năm qua, Chi hội Doanh nghiệp huyện Phú Yên đã luôn tích cực thực hiện công tác an sinh xã hội trong việc hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết. Trong năm vừa qua, Chi hội Doanh nghiệp huyện Phú Yên đã hỗ trợ xây dựng được 20 nhà đại đoàn kết với tổng số tiền trên 400 triệu đồng. Chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Chi hội Doanh nghiệp huyện Phú Yên tổ chức trao 7 ngôi nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo tại các xã Tường Thượng, Gia Phù và Huy Hạ. Đây là việc làm thiết thực, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm Chi hội Doanh nghiệp huyện Phú Yên với công tác đền ơn đáp nghĩa, quan tâm tới các gia đình chính sách, người nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, góp phần thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn.